nên là bố mẹ mới cho hiện sản không xíu mà quay rồi chia sắp là qua xong rồi người ta thấy cho là chi đúng không nhá cho lưu sầu chi cái một sản phẩm bình thường nó tiếp hôm nay sắp là bố chỉ mua đã chi tiết gì mà bố cho thò cái bí trong cũng sẽ đợi chủ chi rất kỹ nó khá nhá cho nhé bố đã chỉ là tao cho chia sẻ khi bố cho especially cho bé thì cho cái thời cổ hay cho nên cho nó cho web chỉ chỉ cho lo và cho thân cho cho ấy tua ba họ kể trong chi nói về cái món lưu họ kể chi từng cái mình gặp nó và cho cho muốn nhé cho Taylor tiếp và về như vậy được cái này rồi thì từ hai chị cho lo và hai tia ôi cho đi sẽ đợi được mà ôi cho ra các cái hôm nào cũng nó mình cũng tiền ra xuống là mong đấy nè Nhân dân ơi, chúng